giới thiệu đầu tập. Tuấn Kiệt, khỏe không? Chúng tôi đã kết hôn. Cô cũng để nhạc chuông giống y như của tôi. Đừng Johnny, thực ra trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại. Đừng Johnny, tôi đã giải được mật mã rồi. Bộ phim Tình Cũ Em Yêu Anh, Tập 11. Mỗi lần bỏ lỡ đều là một cái giường mệt mỏi. Trong mỗi bản ca từ chưa viết xong, thấp thoáng bóng dáng mình trong đó. Không ai đuổi kịp theo thời gian. Hoa rụng vào mùa hè còn rụng nhanh hơn cả thời gian. Huỳnh Bột. Em về rồi đây, anh đang làm gì vậy? Về rồi hả? Anh đang chuẩn bị bữa tối cho chúng ta tối nay. Không phải lúc em không ở đây, anh chỉ toàn ăn những món này chứ. Phải đó. Bây giờ em biết một mình anh ở nhà tội nghiệp cỡ nào rồi chứ. Anh qua đó ngồi đi, để em làm. Được. À phải, lần này em đi Thượng Hải có vui không? Có gì vui đâu, toàn làm việc, mệt chết được. Vậy em có gặp Phương Vĩ Đức không? Anh nghe nói anh ấy hình như đang ở Thượng Hải. Chắc anh ấy đưa em đi nhiều chỗ thú vị lắm hả? Anh nghe Quốc Khánh nói bây giờ anh ấy ở Thượng Hải rất khá. Hơn nữa, anh nghĩ bây giờ anh ấy tán gái còn giỏi hơn trước kia nữa. Vậy hai người đã nói chuyện gì? Anh ấy... Chắc là anh ấy không gặp em lâu lắm rồi hả? Chắc cũng phải 5 năm. Không, chắc cũng phải... Tuấn Kiệt, anh cũng muốn biết cuộc sống của bản thân ra sao thôi. Phương Vĩ Đức không liên quan gì tới cuộc sống hiện tại của chúng ta. Cho nên hai người chưa gặp nhau hả? Chưa. Bữa tối xong rồi. Nè, ăn đi. Ăn xong em còn phải làm báo cáo. Đúng rồi, tối mai em đừng có tăng ca nữa. Bữa tối có một cuộc hẹn, 6 giờ anh đi đón em. Em đâu có quen khách của anh. Em không đi đâu. Không phải khách hàng, là... Alo, Tiểu Giao hả? Tôi mới về tới. Cuộc họp ngày mai tôi biết chứ. Ok, cảm ơn nha. Bye anh. Tiểu Giao nhắc em ngày mai đi họp. Lúc nãy anh nói cái gì? Anh nói 6 giờ tối mai anh đến công ty đón em. Em nhất định phải đi sao? Nhất định phải đi, rất quan trọng. Em ăn mau đi. Không phải em phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai sao? Tôi cũng muốn lấy cái này cho cô. Cảm ơn, nhìn có vẻ ngon quá. Cô ăn cái gì? Mấy cô ai ăn cái này? Mùi lạ, đậu lạ, tôi cũng không biết này là gì nữa. Cái này hơi lạ đó. Giám đốc Đường, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Có chuyện cần nhờ cô xử lý. Chuyện gì vậy? Mấy cô tự mở ra ăn nha. Ờ được. Đợi một chút là đợi bao lâu? Mau cho tôi trả hàng lại đi. Đừng ép tôi kêu cấp trên của cô tới đó. Xin lỗi, bởi vì chị không mang theo biên nhận đổi trả hàng, chúng tôi rất khó làm cho chị. Mau lên đi. Chuyện gì vậy? Chị này không có mang theo biên nhận mà cứ đòi đổi hàng. Cô xử lý cho khách hàng phía sau trước nha. Dạ chào chị, tôi là Đường Jani, giám đốc phòng dịch vụ khách hàng. Tôi có thể giúp được gì cho chị không? Đây là danh thiếp của tôi. Gọi giám đốc ra thật luôn hả? Nhưng mà nhìn cô còn rất trẻ. Có thực sự là giám đốc của phòng dịch vụ khách hàng không? Đây là danh thiếp của tôi. Nhân viên của cô đã lãng phí mất 15 phút của tôi rồi. Tôi không muốn tốn một giây nào nữa. Mời cô lập tức đổi hàng cho tôi. Vậy mời chị ra phía sau xếp hàng. Chút nữa tôi xử lý giùm chị được không? Cô không thấy nhân viên của cô làm việc chậm lắm sao? Xử lý cho một người khách phải trên 10 phút. Tôi không chịu nổi nếu nhờ cô ra mặt xử lý giùm. Chị à, tình huống mà chị nhìn thấy có lẽ do một số khách không đem theo biên nhận. Sau khi chúng tôi kiểm tra lịch sử mua sắm của họ mới có thể tiến hành hoàn tiền. Tôi không có thời gian nghe cô giải thích đâu. Tôi còn phải đón con tôi nữa. Nếu con trai tôi tan học không thấy tôi, nó sẽ
Sợ lắm, cô biết không hả? Nếu nó vì vậy mà bị gì đó, cô có chịu trách nhiệm được không? Hay là vậy đi, thời gian quý báu, chị đi đón con chị trước. Đợi chị trở về tôi mới làm thủ tục trả hàng cho chị được không? Đừng nói lý lẽ với chị ta nữa, mọi người đều đang xếp hàng, sao chị ta có thể chen vô chứ? Tôi không cần cái thứ rác rưởi này nữa, tôi không tới đây mua đồ nữa đâu. Sao lại có loại khách này chứ? Vẫn còn khách đó kìa, anh đừng có nói bậy. Nếu như anh rảnh thì phụ xử lý trả hàng D936. Tôi xem thử quy trình trả hàng còn có chỗ nào cần cải thiện không. Ok, vậy nếu còn vấn đề tôi sẽ báo cáo với cô ngay. Xin lỗi nha. Chuyện gì vậy? Cuộc họp lúc trưa không thuận lợi hả? Nửa đường xuất hiện một trình giảo kim xuống giá cạnh tranh. Khách hàng đã hợp tác lâu năm cũng bị giành mất rồi. Sao lại như vậy chứ? Là văn phòng công ty nào mà thiếu đạo đức nghề nghiệp vậy? Lehman Brothers phá sản, cả thế giới đều bị khủng hoảng. Anh còn yêu cầu người ta phải có đạo đức nghề nghiệp nữa sao? Tuấn Kiệt à, có lẽ chúng ta phải giảm giá tiền đó. Anh ok không? Vận hành của công ty thông thường đều do anh điều hành. Tôi chỉ biết xem sổ sách cho người ta. Nếu anh cảm thấy giảm giá tiền xuống có thể giúp công ty vượt qua được khó khăn, tôi không ý kiến. Được, vậy chúng ta cứ giảm giá trước, nỗ lực thử xem. Nếu như còn không được nữa, có thể chúng ta sẽ phải... Sao vậy hả? Sao anh chỉ nói một nửa? Không có gì, anh cứ đi làm việc đi. Tôi còn phải liên lạc với vài khách hàng. Được, vậy nếu có gì cần thì cứ tìm tôi. Ok. Sao quá đáng vậy? Giờ anh mới biết sao? Mỗi ngày tôi đi làm đã mệt lắm rồi, còn phải đối phó với loại khách này, đúng là ghét quá đi. Được rồi, giận dữ với loại quý phụ đó không xứng đáng chút nào đâu. Đúng đó, cuộc đời thì phải để dành cho các sự vật đẹp đẽ giống buổi tối hôm nay của chúng ta. Ăn đi, ăn đi. Đúng vậy, buổi tối này sao hả? Người quan trọng mà hai người nói là ai? Giờ này rồi còn chưa tới. Mới nhắc đã tới. Jenny à, cô hãy trút hết giận lên người cô ấy đi. Mau trút giận đi. Xin lỗi nha, tôi đã tới trễ. Trịnh Thủy Thủy, cô về lúc nào vậy? Tại sao cô trở về tôi không phải là người đầu tiên biết hả? Không cho tôi một cái ôm trước hả? Vui quá đi. Mấy hôm trước anh tới công ty khách hàng xem sổ sách, không ngờ lại gặp Thủy Thủy ở đó. Nhưng mà em đang ở Thượng Hải rồi. Em ở Thượng Hải anh cũng có thể nói với em mà. Ba người đúng là quá đáng mà, thông đồng với nhau để giấu tôi. Không liên quan tới tôi nha. Là con Doraemon của nhà cô nói muốn cho cô bất ngờ đó. Sao hả? Lần này cô sẽ ở lại đây bao lâu? Tạm thời tôi không về Mỹ nữa. Cô ở Mỹ có chuyện gì sao? Thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là gặp chút khó khăn trong công việc. Tuấn Kiệt nói chủ của công ty đó là cô của tôi. Bà ấy biết tôi từ chức nên đã kêu tôi trở về giúp bà ấy. Cho nên tôi đã ở đây đó. Tốt quá rồi, Thủy Thủy của tôi đã trở về rồi. Vậy cô không giận tôi nữa hả? Giận chứ, dĩ nhiên phải giận rồi. Cô trở về mà tôi là người cuối cùng biết được, tôi rất đau lòng. Mặc kệ, phạt ba ly trước. Nè, tôi rót rượu cho cô. Thủy Thủy còn chưa ăn đồ, uống rượu như vậy sẽ không tốt đâu. Đúng là người có vợ chu đáo hơn đó. Đinh Quốc Khánh, bắt chước đi. Được rồi, niệm tình chồng tôi xin giùm cho cô. Tôi sẽ cho cô ăn một ít lót bụng, nhưng mà vẫn phải phạt uống rượu. Tử lượng tốt. Ngồi chung với mọi người thật sự rất vui. Cho dù có say bí tỉ cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi không được thư giãn như vậy. Cái thời sinh viên không có áp lực gì hết. Anh không cảm thấy hôm nay chúng ta rất giống thời đi học sao? Có điều bây giờ chúng ta chỉ còn 4 người. Yên tâm đi, sắp sửa biến thành 5 người rồi. Phương Vĩ Đức sắp về rồi. Phương Vĩ Đức trở về, về Đài Bắc định cư hay là... Tổng công ty anh ấy chỉ kêu anh ấy về nửa năm thôi. Anh ấy sắp về thật sao? Sau khi anh ấy đi nghĩa vụ, chúng ta đâu còn gặp anh ấy nữa. Ngay cả thằng bạn thân này cũng lâu rồi không gặp anh ấy, huống gì là mọi người.
Jenny, tôi đã cho cô số điện thoại anh ấy rồi mà. Cô không gọi cho anh ấy sao? Tôi quên đem theo rồi. Đúng là hồ đồ mà. May mà Vĩ Đức có viết mail nói với tôi hai người đã gặp nhau. Chuyện nợ giữa bạn thân đúng là sâu sắc thật. Hai người đã gặp nhau ở Thượng Hải sao? Vô tình gặp nhau thôi. Bạn gái anh ấy cũng ở đó. Cho nên hai người đã gặp nhau ở Thượng Hải à? Cái gì? Ngay cả bạn gái anh ấy mà cô cũng gặp rồi hả? Tôi cho mọi người biết, mọi người nhất định không tin đâu. Phương Vĩ Đức đó chơi trò yêu đương văn phòng, làm tôi hết hồn luôn. Không biết có phải anh ấy xem phim nhiều quá không nữa. Bạn gái anh ấy như thế nào? 80% lại là cái loại thân hình rất đẹp, rất là dễ thương, đúng không? Anh ấy là Phương Vĩ Đức mà. Dĩ nhiên bạn gái đều xinh đẹp, có thân hình đẹp rồi, đúng không hả Jenny? Dù gì cuối tháng anh ấy cũng về rồi. Mọi người tự xem đi. Bạn gái anh ấy cũng về mà. Vậy chắc ở Thượng Hải hai người chơi vui lắm đúng không? Chắc suốt đời này anh sẽ không gặp được anh ấy nữa. Sao anh uống nhanh quá vậy? Hình như người bị phạt rượu là tôi. Sao anh lại giành uống chứ? Không sao đâu, để anh ấy uống. Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà an toàn. Đang vui mà. Nè, tôi uống chung với. Cạn ly. Uống xong chưa? Xin lỗi, cho thêm một dĩa thịt nha. Được, cảm ơn. Cô với Tuấn Kiệt ổn chứ? Rất tốt. Thật hả? Thật mà. Cặp vợ chồng nào mà không có chút vấn đề chứ? Không sao đâu. Lẽ ra lúc nãy phải cho cô với Quốc Khánh đi về chung, nhưng anh ấy lại say đến nỗi này. Một mình cô đâu có khiêng nổi anh ấy. Nhà tôi có thang máy mà. Lẽ ra mọi người ra ngoài ăn cơm vui vẻ với nhau, cuối cùng lại ra nông nỗi này. Cô đừng trách anh ấy. Tôi hiểu mà. Cô hiểu cái gì hả? Dù gì trước kia cô cũng đã từng thích Vĩ Đức mà. Nếu tôi là Tuấn Kiệt, chắc chắn cũng sẽ như anh ấy. Thụy Thụy, tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện giờ của tôi với Tuấn Kiệt. Hơn nữa, lúc đó tôi với Phương Vĩ Đức cũng đâu có xảy ra chuyện gì. Cô cũng biết rất rõ điều này mà. Vậy thì tốt rồi. Cả hai người đều là bạn thân nhất thời sinh viên của tôi. Nhìn thấy hai người kết hôn, tôi thật sự rất vui. Tôi hy vọng hai người sẽ mãi hạnh phúc. Tôi sẽ tìm cơ hội từ từ giải thích với anh ấy. Em xin lỗi. Em và Phương Vĩ Đức gặp nhau ở Thượng Hải, sao lại không nói ra được? Em biết anh nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, cũng giống như bây giờ vậy. Vậy là vấn đề của anh rồi. Em không có ý này. Vậy là ý gì hả? Em không có kể với anh là vì không muốn để Phương Vĩ Đức gây ra sự hiểu lầm giữa em và anh. Em biết tính của anh. Nếu anh biết tụi em gặp nhau ở Thượng Hải, anh nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Là lỗi của em. Thực ra em không nên giấu anh. Tuấn Kiệt, Phương Vĩ Đức đối với em sớm đã là người của một thế giới khác rồi. Cái thế giới đó gọi là hồi ức. Nhưng còn anh, từ lúc chúng ta bước vô lễ đường,
Anh đã là sự lựa chọn trong cuộc đời em. Chúng ta đừng có giận nhau nữa được không? Anh xin lỗi. Là anh đã làm lớn chuyện. Em đi pha cho anh ly trà. Những bông hoa lan này hợp lại với nhau sẽ tím tím vàng vàng. Chậu này rất thích hợp để thưởng thức trong phòng đó. Đinh Quốc Khánh, anh chuyên nghiệp một chút được không? Anh làm vậy làm sao tôi đem đi được? Hình như đúng đó. Jenny à, chắc ba chồng em là một người có thú vui nhàn nhã hả? Đúng vậy, bình thường ông ấy rất thích những hoa cỏ này. Nhưng mẹ chồng em thì lại rất không thích ông ấy dành thời gian cho những việc này. Không được đâu, cô không thể tặng cái này làm quà sinh nhật đâu. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô đã bất ổn vậy rồi. Cô còn tặng hoa này cố ý làm bà ta tức giận như vậy làm sao được chứ? Sao tôi có thể cố tình làm bà ấy giận được chứ? Là Tuấn Kiệt hỏi bà nấy sinh nhật muốn tặng quà gì, ông ấy nói không thiếu gì hết. Nhưng mà nếu có thể tặng một số chậu hoa hay gì đó, ông ấy sẽ rất vui. Ông ấy đã nói vậy rồi, tụi em còn làm được gì chứ? Tuấn Kiệt không sợ mẹ anh ấy sẽ giận sao? Thôi bỏ đi, mẹ Uông có giận sao cũng không thể la con trai cưng của mình đâu. Hơn nữa, cho dù bà ấy có giận, chúng tôi ở Đài Bắc cũng đâu có biết. Hai đứa đã kết hôn 3 năm rồi mà, quan hệ giữa hai người vẫn bất ổn như vậy sao? Từ thời sinh viên bà ấy đã không thích em rồi, đừng nói 3 năm. Em thấy cho dù 30 năm, quan hệ của em với bà ấy cũng khó mà cải thiện. Không cần lo vậy đâu, tôi cho cô biết, cô với Tuấn Kiệt hãy mau sinh một đứa. Sau khi có em bé, bà ấy sẽ có thể chơi đùa với cháu, sẽ không kiếm chuyện với cô nữa. Chị không tán thành. Làm ơn, muốn sinh con là thật lòng muốn có con, thật lòng yêu thích trẻ con. Đem trẻ con làm chất xúc tác của gia đình, có công bằng với nó không hả? Chị Linda, em sẽ nỗ lực để mẹ chồng em có cách nhìn khác về em. Đinh Quốc Khánh, cũng tại anh hết. Tiểu Mai, con không biết chào hỏi người ta hả? Chào chị Jenny, chuyện gì vậy em? Hôm nay tiết khái niệm tạp chí tới lượt em lên bục giảng báo cáo, nhưng mà em run quá nên biểu hiện rất tệ. Đâu có sao, lần sau biểu hiện cho tốt là được rồi. Cô đừng có lo cho nó, đó là bởi vì giáo sư đó quá đẹp trai thôi. Không có nha, đều là chủ ý tồi tệ của anh thôi. Kêu em chọn tạp chí xe hơi gì đó, em không có chút hứng thú gì với xe nên mới lắp ba lắp bắp như vậy đó. Tạp chí xe hơi mà, ai cũng thích xe hơi mà. Được rồi, em đừng có ủ rũ nữa, cười lên đi mà. Làm gì vậy? Anh đúng là tào lao đó nha. Bực quá đi, cười lên đi. Em phải về nhà đây, cười cái đi. Em phải đi về hả? Bye nha. Em có thể chín chắn chút không? Lần nào cũng chọc nó vậy hết vui lắm hả? Anh phải chín chắn một chút, đầu thai lại sẽ nhanh hơn đó. Ấu trĩ. Sao anh lâu quá vậy? Công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết, cho nên anh phải gửi một cái mail. Chính vì em không rành đường Đài Bắc nên mới phải xuất phát sớm, lỡ như tới trễ mẹ lại giận nữa. Anh đã nói rồi, ngồi xe khách là được, mà em cứ đòi lái xe. Chúng ta phải đi nhiều chỗ như vậy, dĩ nhiên tự lái xe sẽ tiện hơn chứ. Anh tưởng em thích lái sao? Lái một mình mệt lắm đó. Đi thôi, sắp trễ giờ rồi mà. Cho hỏi có thể dọn đồ ăn lên chưa? Đợi một chút nữa nha, bà gọi điện đi. Ừ.
Không cần gọi nữa, tới rồi, có thể lên món rồi, có thể lên món rồi. Làm trò gì vậy? Nè, ngồi đi. Ba, mẹ, ba, mẹ. Hai đứa bị gì vậy? Con xin lỗi, bị kẹt xe hả? Kẹt xe, thứ bảy mà. Phải, nhưng mà chẳng lẽ người lái xe không biết thứ bảy nhiều xe sao? Sao không đi sớm chứ? Mẹ à, không liên quan tới Johnny đâu. Tại công ty còn có chút chuyện nên mới tới trễ đó thôi. Thứ bảy mà. Thứ bảy còn phải đi làm sao? Biết trước tụi con bận như vậy mẹ đã không tới. Ngồi tới đau lưng mỏi vai. Thỉnh thoảng ra ngoài đi lại cũng tốt lắm mà. Đúng đó, bà nói rất đúng. Hiếm khi cả nhà ăn cơm chung, phải vui lên chứ mẹ. Mẹ đói bụng lắm rồi. Để con gọi món nha. Không cần. Tới rồi. Sắp bị tụi con hại chết đói rồi. Cảm ơn. Để con cắt nha. Được, mời, mời mọi người. Mẹ à, cho mẹ ăn trước nè. Có lẽ ngày mai chúng ta phải về sớm hơn. Về sớm hơn hả? Ngày mai là sinh nhật của ba mà. Làm vậy không tốt lắm đâu. Công ty có chút chuyện. Tối nay chúng ta tới trễ đã bị mẹ la một trận rồi. Ngày mai còn phải đi về sớm. Bà ấy sẽ còn giận hơn nữa. Anh không thể để về công ty giải quyết sao? Nhưng mà anh... Công ty thật sự có một chuyện rất quan trọng. Tại sao phải trở về chứ? Không phải đã nói đi với ba mẹ cả ngày sao? Công ty con có chút chuyện. Dù gì con cũng là ông chủ. Có những chuyện vẫn phải cần đến ông chủ xử lý. Dù có chuyện gì đi nữa, để ngày mai đi làm giải quyết là được rồi. Chắc không phải lại viện cớ giùm vợ con chứ? Dĩ nhiên không phải rồi. Chuyện này không hề liên quan tới Johnny. Mẹ đã rất ít yêu cầu tụi con về nhà rồi. Hôm nay là sinh nhật của ba con. Khó khăn lắm chúng ta mới đoàn tụ với nhau. Nhất định phải làm mất hứng vậy hả? Được rồi, mẹ đừng giận nữa mà. Được, tụi con không về sớm nữa. Tụi con sẽ theo kế hoạch định sẵn. Ăn mừng sinh nhật ba ở đây được chưa? Không được. Mẹ muốn ra thành phố ăn cơm. Mẹ à, mẹ với ba từ Đài Nam tới đây đã mệt lắm rồi. Giờ chạy ra thành phố nữa thì cực lắm. Mẹ nghe con nói, ở đây không tới lượt con lên tiếng đâu. Mẹ không thích ăn cơm ở đây. Nhiều hoa cỏ quá, toàn sâu bọ. Kinh tởm chết được. Mẹ cho con biết, hôm nay mẹ tới đây là vì sinh nhật ba con. Mẹ mới miễn cưỡng tới đây. Tụi con phải làm cho rõ. Nếu đã là sinh nhật của tôi thì bà phối hợp một chút cũng có sao đâu. Sao hả? Ông đứng về phía con dâu cãi nhau với tôi sao? Bà ngang ngược vô lý. Phải. Tôi ngang ngược vô lý. Bữa cơm này tôi không ăn nữa được chưa? Bữa cơm này ăn không thành. Con vui lắm đúng không? Mẹ, mẹ, mẹ đừng giận mà. Nè mẹ, phía trước có tiệm bán quà lưu niệm. Con đưa mẹ vô xem thử nha. Không cần, không có tâm trạng. Vậy con muốn đi, mẹ đi với con nha. Con đó bị con làm tức chết luôn. Đừng giận nữa mà. Cô nói đi, có phải tôi nằm ngủ cũng trúng đạn không? Đúng là phiền thật đó. Tại sao vấn đề mẹ chồng nàng dâu không bao giờ giải quyết được chứ? Sao hả? Có phải bây giờ cô rất ngưỡng mộ người độc thân này không? Cô phiền quá đi Trịnh Thủy Thủy. Tôi thật lòng thật dạ với cô mà cô cười trên sự đau khổ của tôi. Tôi đâu có cười trên sự đau khổ của cô. Kết hôn vốn là một đề tài rất nan giải mà. Cô kết hôn với Tuấn Kiệt đâu phải chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Tôi biết chứ. Tôi cũng biết trước giờ mẹ chồng tôi không thích tôi. Nhưng mà tôi đã rất nỗ lực làm một đứa con dâu ngoan, một cô vợ tốt. Nhưng mà bà ấy cũng không chịu chấp nhận tôi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tính cách của người già rất khó thay đổi. Cô ráng nhẫn nhịn đi. Tôi có nhịn, ngày nào tôi cũng nhịn hết. Chuyện gì cũng không phân biệt trắng đen thì đã đổ hết lên đầu tôi. Cũng như hôm nay, rõ ràng là con trai yêu quý của bà ấy nói muốn trở về. Liên quan gì tới tôi cũng trách tôi.
Bởi vì Tuấn Kiệt là cục cưng của bà ấy. Bà ấy không la cô chẳng lẽ là cục cưng của bà ấy sao? Thật sự không muốn lần nào cũng làm mất hòa khí như vậy. Cho nên cô đã hối hận vì kết hôn hả? Tôi không nghĩ vấn đề hối hận hay không. Dù gì đây cũng là lựa chọn của tôi. Nhưng nhiều khi tôi cũng khí. Thật ra có phải tôi không thích hợp kết hôn không? Tôi thích hợp làm một cô gái độc thân vui tính hơn. Cô với Tuấn Kiệt mới kết hôn có mấy năm, bây giờ đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm đó. Cũng phải. Có lẽ sau khi có con rồi, tình trạng sẽ được thay đổi. Hai người có lên kế hoạch sinh con không? Trước giờ đều có kế hoạch, nhưng không động tĩnh, tôi cũng không biết làm sao. Hôn nhân sao khó như vậy chứ? Phiền quá đi. Có gì mắc cười chứ? Tôi đang nghĩ, cuối cùng hôm nay đã nghe cô kể về khó khăn trong hôn nhân. Cuối cùng chúng ta cũng đã tới độ tuổi này. Chúng ta đã già lắm rồi đúng không? Làm sao đây? Đừng có già đi mà. Nè, không đúng. Đây là ngày đầu tiên tôi tới nhà cô. Vậy mà tôi cứ than vãn miết. Thì có sao đâu chứ. Nhà tôi tức là nhà cô. Muốn tới lúc nào cũng được hết. Thật không? Lần này cô trở về đừng đi nữa được không? Tôi nhớ cô quá, nhớ lắm. Tôi cũng rất nhớ cô. Thật không? Còn mọi người nữa. Đừng đi nữa. Tôi sẽ không để cô đi đâu. Được, tôi sẽ không đi nữa. Thật không? Xong rồi. Nè anh ơi, hoa của anh đây. Dạ cảm ơn, cố lên nha. Tôi ủng hộ anh. Dạ. Cái gì vậy? Là gì đây hả? Ngày 29 tháng 10 hả? Cuối cùng anh cũng chịu trở về à? Nè, rót rượu. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Nè, đã có hết chưa? Chúc mừng. Cạn ly. Được, thuận buồm xuôi gió. Cạn ly. Nhớ trở về đó nha. Thêm một ly đi. Chúc mừng. Đừng quá nhớ chúng tôi nha. Em đang chơi gì vậy? Chụp hình lưu niệm đó. Thật không nỡ đi. Có gì phải tiếc, chúng ta đi nửa năm thôi mà. Nửa năm sau là trở về rồi. Không biết cuộc sống ở Đài Bắc như thế nào nữa. Đài Bắc à? Ờ thì... Thì ra cái đĩa này vẫn còn. Đĩa gì hả? Chu Hưng Triết. Sao em không biết anh ấy có album này vậy? Đây là album đầu tiên của anh ấy. Album đầu tiên hả? Được rồi, đừng chơi nữa. Em mau thu dọn đi. Nói trước nha, chúng ta chỉ đi nửa năm. Nửa năm sau sẽ trở về. Đừng mang quá nhiều đồ đạc. Anh không muốn sau khi trở về còn phải thu dọn lại một lần nữa đâu. Sắp rời khỏi Thượng Hải, em thật sự rất bất an. Lỡ anh tới Đài Bắc, anh chỉ lo làm việc. Một mình em ở nơi đất khách, phải làm sao? Em yên tâm, chúng ta cùng đi Đài Bắc. Anh không bỏ em một mình đâu. Anh nói đó. Anh nói mà. Em nhớ rồi nha. Anh nhớ mà. Mau thu dọn đi. Được rồi. Quốc Khánh còn chưa tới sao? Chắc đang trên đường tới. Nè, hai người cứ để đó đi. Hôm nay hai người là khách, sao lại chuẩn bị cho tôi nhiều đồ như vậy? Cô khách sáo với chúng tôi làm gì? Nhưng mà tôi nói trước nha, chút nữa người tới đông đủ, cô đừng gọi điện nữa nha. Biết sao được, cô cũng biết khách hàng sống ở Mỹ mà. Không gọi giờ này không được. Tôi không quan tâm. Người nước ngoài không coi trọng thời gian riêng tư sao? Cô còn gọi, tay tịch thu điện thoại. Thân thủ của tôi vẫn còn nhanh lắm.
Anh đi mở cửa. Quốc Khánh hả? Tuấn Kiệt, mọi người đều đang đợi anh đó. Quà tặng nhà mới để ở đâu? Để bên đó là được rồi. Người tới là được rồi, còn tặng quà làm gì? Dĩ nhiên phải tặng rồi. Thơm quá đi, ăn một miếng trước. Tay anh dơ lắm đó, còn chưa rửa tay. Ở chung với mọi người thoải mái ghê. Lúc ở Mỹ thật chán biết mấy. Bây giờ biết vẫn chưa muộn mà. Còn kịp để chấp nhận lại tình cảm trước kia của chúng ta. Nếu còn trễ hơn thì sẽ càng lúc càng khó hẹn. Về vấn đề này tôi đã nghĩ rồi. Chúng ta cùng hẹn một ngày ăn cơm chung đi. Ai cũng phải có mặt. Mỗi tháng họp một lần. Mọi người cảm thấy sao? Tôi ủng hộ. Tôi cảm thấy chúng ta phải quy định giờ giấc họp mặt một cách nghiêm túc. Nếu không mọi người sẽ không bao giờ có thời gian. Tôi cũng ủng hộ. Tình bạn đã có từ thời sinh viên cần phải được tiếp tục phát huy. Anh nhắc tới tình bạn này, tôi mới nhớ ra. Vị Đức có gửi mail cho tôi. Anh ấy nói anh ấy tháng 10, ngày 29 tháng 10 anh ấy sẽ về. Mấy buổi tối đó mọi người nhớ dành thời gian. Tôi phụ trách đón anh ấy. Chúng ta sẽ hợp mặt với nhau. Cuối tháng này anh ấy đã về rồi hả? Vậy anh ấy có cần tìm nhà không? Có cần chúng ta giúp không? Không cần đâu. Anh ấy nói sẽ về với bạn gái. Công ty cũng đã sắp xếp chỗ ở cho họ rồi. Không cần lo đâu. Bạn gái hả? Anh ấy định quen một người luôn hả? Về vấn đề này, đợi anh ấy trở về tôi nhất định phải hỏi cho rõ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại quyết định quen một người? Đợi sau khi Vĩ Đức trở về, năm người mình cuối cùng đã được đoàn tụ rồi đó. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Hay là vậy đi. Vậy ngày ăn cơm mỗi tháng của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày ăn mừng Vĩ Đức trở về. Chầu đầu tiên tôi sẽ đãi khách, tiếp theo tới lượt mọi người. Dĩ nhiên chầu đầu tiên sẽ cho anh đãi rồi. Bởi vì anh là nhân vật đầu tiên thuộc hàng ông chủ trong năm đứa mà. Ông chủ, anh sẽ đưa chúng tôi đi ăn món ngon gì đây? Ăn cơm là cảm giác mọi người ở cùng nhau, không phải quan trọng ở món ăn. Anh có hiểu không hả? Bà chủ muốn tiết kiệm tiền kìa. Làm gì có chứ. Nè, cạn ly. Nè, cạn ly. Cạn ly, hoan nghênh trở về. Kính tình bạn của chúng ta. Tuấn Kiệt, bên này vẫn còn. Được. Cẩn thận. Tuấn Kiệt, chuyện gì vậy? Anh mới nói ăn mừng Vĩ Đức trở về. Chắc là thật lòng đó chứ? Dĩ nhiên là thật lòng rồi. Anh cảm thấy không phải thật lòng sao? Không phải đâu. Thì trước kia hai người là tình địch mà. Có sao? Sao lại không? Thời sinh viên Vĩ Đức thích Jani ai mà không biết. Lúc còn trẻ ai chưa từng thích một người chứ. Hơn nữa bây giờ Jani đã là vợ tôi. Nếu tôi còn tính toán những thứ này, đúng là nực cười lắm. Anh nói vậy là tôi yên tâm rồi. Anh không biết thôi. Lúc Thủy Thủy trở về tôi cũng hơi lo lắng đó. Anh lo cái gì hả? Bạn thân của Thủy Thủy gả cho người cô ấy thích nhất. Đinh Quốc Khánh, anh đừng có chế chuyện nữa nha. Cô ấy không thể nào thích tôi đâu. Sao lại không thể chứ? Thời đó ngày nào ba người cũng đi chung. Anh thích Jani nên anh luôn muốn ở bên cô ấy. Thủy Thủy dĩ nhiên cũng thích anh, cho nên cô ấy cũng luôn muốn được ở bên anh. Được rồi, được rồi. Đây là chuyện không thể xảy ra. Làm ơn, anh hãy để ý lời nói của mình. Nhất là ở trước mặt họ. Yên tâm đi, họ không có ở đây. Được rồi, tôi không nói nữa. Thật sự không còn cách sao? Xảy ra chuyện này tôi cũng không muốn đâu. Công ty mới thành lập chưa được một năm, không ngờ lại gặp khủng hoảng tài chính, bị thiệt hại nặng nề. Chúng ta có thể đến thăm từng người khách. Tôi sẽ cùng đi với anh. Tôi đã thử hết rồi. Văn phòng loại nhỏ như chúng ta đều đã đóng cửa rất nhiều. Chúng ta còn có thể gượng tới giờ này đã là kỳ tích rồi. Nhưng mà may mà bây giờ ở bên Thắng Viễn muốn hợp tác với chúng ta. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nhưng mà Thắng Viễn, họ không phải muốn sáp nhập luôn sao? Anh đồng ý à? Lẽ ra tôi cũng không chịu. Nhưng thời thế mạnh hơn người. Nhưng Tuấn Kiệt, anh yên tâm, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tìm cách khác. Thành thật xin lỗi anh. Lúc đầu tôi đã kéo anh cùng lập nghiệp với tôi.
Nhưng thật không ngờ lại ra nông nỗi này. Chuyện này anh đã nói với Jani chưa? Có. Dĩ nhiên có. Tiểu Mai Ly của em đâu? Đây nè, đưa anh đi. Nè. Làm gì hả? Nè gì mà nè. Anh đừng coi em như trẻ con nữa được không? Em đã có thể uống rượu vang thật rồi. Không cần biết, đây chính là rượu của em. Hàng năm vào thời điểm này, mọi người đều tới nhà em tổ chức tiệc Beaujolais. Trước kia em chỉ uống được nước ép. Hôm nay em phải uống bù lại số rượu ngày xưa em chưa được uống. Bù, bù cái gì chứ? Con nít con nồi học người ta uống rượu. Anh cho em biết ly này chính là rượu vang của em đó. Ồn quá đi. Mau ra mở cửa đi. Còn muốn uống rượu thật nữa chứ. Đừng có mơ. Chị Jani, chị tới rồi hả? Em làm gì vậy? Chị Linda. Tuấn Kiệt đâu? Lẽ ra anh ấy nói sẽ đến chung với em, nhưng em tới công ty tìm anh ấy không thấy gọi điện cũng không nghe. Chắc đang làm việc đó. Vậy có cần tôi gọi thêm cho anh ấy không? Không cần đâu, anh ấy họp xong sẽ tới ngay. Thủy Thủy cũng chưa tới sao? Cô ấy có gọi điện cho tôi nói chúng ta ăn cơm không cần đợi cô ấy. Nhưng còn rượu Beaujolais phải đợi cô ấy tới mới được mở. Nè sao phải đợi cô ấy tới trễ mà Beaujolais không đợi được? Tôi biết tôi thân mang trọng trách, cho nên ai cũng có thể không tới, nó nhất định phải có mặt. Đúng. Thông minh, đúng không hả? Chè cái gì chứ, anh đã nói của em là ly này rồi mà. Nè, này của em. Đinh Quốc Khánh, anh sống dưới biển hả? Sao quản nhiều vậy? Tôi nhất định phải quản mà, đúng không? Đợi chút nha Beaujolais, mở sao đây? Em có biết mở không vậy? Không sao đâu Tiểu Mai, hôm nay chị sẽ không uống chung với em. Em cũng không biết tại sao, gần đây không muốn ăn uống gì hết. Lúc em ngửi thấy mùi rượu, em lại muốn ói. Đã nói rồi, kêu cô đừng ăn nhiều quá, bây giờ đã bị hư bao tử rồi đó. Làm gì có, anh bớt nói lại đi được không? Nếu vậy tôi sẽ uống hết rượu này với chị Linda. Khui đi, được, khui đi, được. Em muốn uống, em không uống được, em uống ly kia đi. Đó là Beaujolais của em đó, cũng giống lắm đó, siêu giống, nước ép nho mà. Mở sao đây? Anh biết mở không vậy? Tuấn Kiệt, không phải anh nên ở nhà chị Linda sao? Sao cô cũng ở đây nữa? Sinh nhật đồng nghiệp tôi, chút nữa tôi phải đi qua đó. Trịnh Thủy Thủy, chúng ta phải đi rồi. Đợi tôi chút, đợi tôi chút. Mọi người đi trước, tôi nói vài câu với bạn trước. Bye. Anh sao vậy? Nhìn tôi giống đang gặp chuyện gì lắm hả? Cho nên tối nay tôi không thể tới đó. Phải tươi cười. Tối nay tôi không làm được, nhất là ở trước mặt Jani. Cãi nhau hả? Phải cãi gì chứ? Mỗi lần cãi nhau, tôi đều cảm thấy người đuối lý là tôi. Người cần xin lỗi cũng là tôi. Uông Tuấn Kiệt, rốt cuộc anh bị sao vậy? Có lẽ tôi sắp khiến Jani thất vọng rồi. Cô không đi nữa hả? Anh như vậy làm sao tôi yên tâm đi được? Cho nên tối nay cô nhất định phải hỏi cho rõ.
Nếu không có được đáp án, tại sao Uông Tuấn Kiệt thảm hại như vậy, cô sẽ không đi đúng không? Nếu anh không muốn nói, tôi cũng không có cách. Nhưng ít ra người làm bạn này có thể ở bên anh. Lúc đầu nếu tôi có thể yêu cô, vậy thì hay biết mấy. Bạn bè có thể chia sẻ với anh, nhưng phạm vi phục vụ của tôi không bao gồm trò đùa quá giới hạn này của anh nha. Tôi sợ là sẽ không thể làm ông chủ được nữa. Sao vậy? Nói một cách đơn giản, chính là khủng hoảng tài chính đáng chết đó. Chỉ có hai sự lựa chọn. Một là đóng cửa, hai là sáp nhập. Sao lại như vậy? Giới thiệu tập sau. Yêu Yani cực lắm đúng không? Anh đi đâu vậy? Sao tới giờ anh mới về hả? Để cho bà xã có thể sống một cuộc sống không lo âu, không phải là trách nhiệm của ông xã sao? Anh sắp làm ba rồi, tôi có thai rồi. Sao vẻ mặt cô giống y Uông Tuấn Kiệt vậy? Hai tụi con dọn về ở luôn đi. Sau khi dự án kết thúc, tụi con phải trở về Thượng Hải.就不用承担会失去你的心痛。